vô bây giờ lâu vậy. Ngứa quá. Dạ. Nó thích con nó chậm. Đừng kệ cho méo nó nhăn nậu. Ông duyên thôi. Ông này có duyên thiệt vậy. Rồi nè, cái đó quay gần gần lại nè. Chuột cái đó là một chùm thôi. Tự nhiên này đâu mọc lên nhiều dữ biết. Biết mà gì vậy? Thì bà đi nói, bà đi rồi nó đâu có đâu. Chuột cái đó là một chùm này, kéo con này. Ừ. Cho đầu bụng quá. Đi cũng đi kì. Sạch trơn chỗ đó. Wow nè. Mấy mình tính ui một chùm luôn ha, một nước đột đột. Wow, nhiều đây nè, cái đai đỏ nè. Ưu tiên mấy cái đai để nó bật ra hết. Thế anh nói. Quay có tâm chút giùm cái trời ơi à. Mô. Nhô đây mà nó quay quen đâu quá. Bảo vậy người ta vô người ta nói. Có mấy một cái hoài. Có đứa giúp mình đừng. Cũng mệt mỏi lắm nhưng mà giỡn nó nghe. Ta thi đấu chỗ là được rồi à. Mừng không tao ngâu im chỗ tao. Ừ. Nói sao tao vi phạm. Tao im coi. Tao ghem vô đây một cái đừng có nói sao nước biển nó mặn nghe. Có cái chân nó muốn rớt xuống nè. Từ từ để nhau cái mà đó à. Không. Cận lên cho chân này. Chân này đỡ không? Bên kia nó nhiều hơn. Bắt đầu rồi cũng thấy nó hi. Nó đâu rồi chứ? Nói có một rồi không hi? Chứ mình nói một rồi mà sao không xin? Đồng tuyển ri vậy? Hồi tuần đó giờ nó mới lắm nó là dao lớn chưa? Ừ, nhìn bộ nó nhỏ. Sao tuần nó là 2 rồi à? Ít đủ. Nó già mà nó cứng. Mà thấy nó cỡ chi không? Nó bóc đầu chút chút à. Cũng đem vô cả nhanh thịt nhanh cua hầu tí rồi bập. Nhưng mà lâu lâu mình tí tí lắm nha. Anh cỡ chi anh cua chút chút vậy. Nó kêu nó thích xin tôi xin đủ. Vậy hả bộ chú khó ông kêu đương triệu đang trời bán lại. Và nó nói gì nó giờ đậm hiêu mua hở. Xin nào đầu chi chị đạp anh. Chị nhói. Ừ. Ôi chưa. Cái chừng sau nó nghĩ lại sao. Trời tháo rũ rồi đấy. Gánh đồ gì để biết. Gánh đen đồ gì lung tung hết á. Nó nghĩ lại sao biết nó kêu. Mấy coi. Đứa này mày trôi lên lớp xéo rằng trôi cho. Không trôi chứ là đến trôi lên lớp xéo rằng trôi cho. Cái gì nó tan nát cuộc đời của mà cho. Trôi lớp xéo thằng kia là lớp 4 rồi. Kìa thích gì anh trôi. Kìa lớp 2. Trôi năm nữa cho mới. Bụi lớp xíu mà hằng này cỡ xích đập lớn bự xích bự á. Trôi của ngày xưa lớn rồi. Bố không? Bố đi đuổi quá. Rồi thằng chút đó.